Đây là chậu rau húng tôi dâm trước Tết khoảng hơn 20 ngày và nay nó đã phát triển khá là đẹp rồi. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về cách nhân giống rau húng bạc hà. Rau húng này khi chúng ta có những món ăn liên quan đến gia vị, ví dụ như lòng lợn hoặc nem và nhiều các cái món cần đến rau húng. Công việc tiếp theo là dâm cành rau húng thôi. Như ở đây tôi lựa chọn cái khu vực dâm kết hợp, đó là một cây đinh lăng tôi mới trồng. Cây đinh lăng này trồng với mục đích cũng làm rau thơm thôi, để ăn nem. Cái chậu trồng cây đinh lăng này của tôi đã được trộn giá thể, đó là phân gà tôi đã trồng được rất lâu rồi. Nó thuần phân bón rồi, chúng ta dâm vào đây không sợ nó bị chết. Nhiều bạn có thể đã biết rồi, đặc biệt là các bạn ở vùng nông thôn. Nhiều bạn ở khu vực thành phố có lẽ là chưa biết phương pháp nhân giống rau húng này bằng cách là dâm cành đâu. Do đó là tôi muốn chia sẻ một cái thông tin này để cho quý vị và các bạn biết là các bạn có thể áp dụng với khu vườn sân thượng của mình để chúng ta có thể tạo ra được sản phẩm rau thơm sạch cho bữa ăn hàng ngày. Cái cành này nó khá là dài, khoảng 10 phân thì chúng ta cắm ngập nó xuống khoảng 5 phân thì nó sẽ đảm bảo được cái giữ ẩm cho cái đoạn dưới để nó phát triển rễ. Chúng ta cứ cắm ngập xuống khoảng 5 phân. Rau húng này khi nó đã ra rễ rồi nó phát triển rất nhanh, do đó chúng ta cứ cách khoảng 10 phân chúng ta cắm một cành. Một chậu nho nhỏ thế này thôi nhưng mà sẽ có rau húng sạch. Thực tế là cái rau húng này nó chả đáng bao nhiêu tiền khi chúng ta ra chợ, nhưng mà chúng ta trồng được, chúng ta đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó là cái điều quan trọng nhất và tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Nhân dịp năm mới, kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và cập nhật thêm nhiều mẹo hay trong cuộc sống.